Kính thưa tất cả mọi người, thì hôm nay là em đang có mặt tại một bệnh viện, thì có thăm một phòng cảnh một bé sơ sinh. Bé này là đã sinh được một tháng rồi. Qua tìm hiểu của hai vợ chồng thì bé đã chịu giá trị với bệnh viện Tam Kỳ, nhưng mà do là hai vợ chồng là người đồng bào cũng đã rất khó khăn, không có tiền, cho nên là đưa bé về bệnh viện gần nhà để mà chữa trị. Thì ở bệnh viện Đức đó mọi người, thì đây là vợ, còn đây là cha, thì cha của đứa bé là bây giờ là tình trạng là sanh ra mà không có sọ não quá mọi người. Ba bé là đi làm nghề kêu, còn ba là tên gì hề? Hồ Văn Tám. Hồ Văn Tám. Rồi con mai là tên gì? Hồ Thị Lý. Bao nhiêu tuổi? 16 tuổi đúng không? Là mẹ 16 tuổi, Hồ Thị Lý. Còn anh xã là bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Dạ. Thì nói chung là hai vợ chồng rất là khó khăn đó mọi người. Không có tiền đó mọi người, cho nên là đến bệnh viện đây thì các cô chú ở gần ấy á thấy tội quá, cho nên là góp mỗi người một ít cho tiền để mua cơm ăn. Nhưng mà qua cái sự việc nghe mọi người nói lại thì chị vợ thì mua một cái hộp cơm, sau đó hai vợ chồng ăn chung. Đây là chị vợ đây, là rất là tội luôn. Thì cũng rất là mong muốn được quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho hoàn cảnh của hai em, để hai em có tiền trang trải và lo cho em bé hơn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thì hôm nay Lời cũng có mặt tại đây và xin xác minh của hoàn cảnh. Xin cảm ơn ạ.